Chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio rất là mê cái thương hiệu Monster bởi rất là nhiều các cái phụ kiện mà Khang Audio đã sử dụng. Đặc biệt là như các bạn biết là trong cái thời gian qua chúng tôi hay mua những cái thiết bị của hãng Monster nhưng mà loại hàng qua sử dụng, đặc biệt những cái dây loa JAV mà chúng tôi đã bán được rất là nhiều người thích. Và trong cái tình cảm với cái hãng Monster đấy thì chúng tôi cũng đi tìm kiếm những cái sản phẩm mới của Monster bán, thì chúng tôi đã đi tìm kiếm được nhà cung cấp mà hãng đơn vị là Anh Duy, chuyên cung cấp các cái thiết bị audio nói chung, nhưng trong đó có cung cấp cái sản phẩm của hãng Monster, hàng chính hãng, và có rất là nhiều các cái thiết bị hay. Chúng tôi muốn mượn cái diễn đàn của Khang Audio để chia sẻ đến các bạn chơi những các cái thiết bị của hãng Monster với những các cái cảm nhận ban đầu của chúng tôi là nó có hữu ích cho các bạn, đặc biệt là các cái thiết bị cầm tay, các thiết bị là cái tai nghe, là những các cái loa di động, rồi những các cái loa đeo cổ vân vân. Thế thì Khang Audio làm cái video này trong một cái bối cảnh hôm nay đi trên thị trường đi tìm kiếm các cái sản phẩm thì thấy nó rất là hay và muốn chia sẻ với các bạn. Như các bạn nhìn thấy ở đây, đang ở cái phòng trưng bày của anh Duy, chúng ta nhìn thấy là có những cái sản phẩm của hãng Monster mà tôi thấy rằng là hữu ích, ví dụ như là những cái tai nghe không dây nhỏ đeo tai để chơi với các iPhone á. Trước đây thì tôi là người là rất là thích iPhone và chỉ dùng những cái phụ kiện đi kèm theo, nhưng mà qua trao đổi với đơn vị bán hàng cũng như là các cái chuyên gia về sản phẩm của anh Duy ấy thì và dùng thử thì thấy rằng là nó rất là ok, và nó nhỏ nhỏ xinh xinh và nó tiện liên kết với iPhone của chúng tôi rất là tiện và nghe cũng rất là dễ. Thế thì những cái sản phẩm mà tai nghe nhỏ không dây rồi là của hãng Monster chính hãng đều có bán ở đây và giá là khá là tốt cho cái việc mà so sánh khi mà mua cái sản phẩm cùng loại của iPhone. Ngoài ra thì có cả những cái tai nghe để giúp cho các bạn để tham gia tập thể dục thể thao mà hoặc là để đeo vào cổ cho nó tiện ích do cái hoạt động của từng người một. Ví dụ như vậy thì ở đây cũng có những cái tai nghe như vậy, ví dụ như là EPOS này hoặc là EPOS Plus này. Ngoài ra thì gần đây có cả những các cái có cả những cái tai nghe mà đeo vào tai như thế này. Bởi vì vừa rồi á, đi thấy bọn trẻ con nhà mình học online nhiều quá mà rồi chúng nó cũng nghe được nghe không rồi truyền cái thông tin đến với các cái room học tập thì cũng gặp khó khăn, thì cái tai nghe kiểu như này của hãng Monster cũng rất là ok. Tôi thấy rằng là nó cũng rất là được và nó cũng giá cũng khá là rẻ, có hơn 1 triệu thôi. Tôi sẽ dành nhiều thời gian làm review chi tiết về cái hãng Monster này. Với cái tình cảm đó thì tôi sẽ hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những cái video sau. Ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng là ở anh Duy cũng có bán những cái loa di động để mang theo ra ngoài trời dã ngoại hay là ở trong phòng trong nhà, nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ xinh xinh mà chất lượng tiếng âm thanh cũng rất là tốt, giá thì cũng khá là cạnh tranh và hấp dẫn so với những cái sản phẩm cùng loại. Ngoài ra thì những các cái loa di động nhỏ như thế này, nó gọn, nó nhẹ để cho vào ba lô được này, xong rồi là đi chơi ra dã ngoại bên ngoài này, thậm chí là chúng ta có thể mua một cái hoặc hai cái để match vào với nhau, chơi ở dạng stereo cũng rất là hay và giá nó cũng không có phải đáng gì để suy nghĩ. Đặc biệt quan trọng là chúng ta bây giờ hiện nay mua những cái loa này ngoài thị trường rất là nhiều nhưng mà giá thì nó cũng không cao, nhưng mà để có được cái hàng chính hãng ấy thì cũng còn là một vấn đề mà các bạn cũng đang quan tâm. Cái chiếc loa như này thì nó chỉ rơi vào khoảng độ hơn 1 triệu thôi, chưa đến 2 triệu một chiếc loa như này mà âm thanh thì khá là tốt. Ngoài ra thì tôi cực kỳ ấn tượng với cái loa Monster Advanced Match này. Cái này lúc nãy tôi có nghe thử này, tôi có nghe khá nhiều các cái loại nhạc khác nhau này, xong rồi nó còn liên kết được với cả những các cái thiết bị khác như micro kết hợp với cái micro mà kết hợp với hát karaoke ấy, tích hợp vào đây, hoặc là những cái micro rời để giúp cho các bạn đi ra bên ngoài, các bạn du lịch chơi hoặc để trong nhà, nó cũng trông nó cũng rất là hiện đại. Và cái này nó chống nước, nó chịu nước rất là lớn. Theo như là nhà sản xuất khuyến cáo thì cái này chẳng may mà rơi xuống hồ nước là cũng không có vấn đề gì. Đấy, thì đấy là một trong những cái rất là hay của cái đôi loa, cái chiếc loa di động này. Nó cũng chưa đến 5 triệu đâu. Tôi sẽ làm cái video kỹ lưỡng về cái này
mở hộp này, hướng dẫn sử dụng này, test thử cho các bạn nghe. Cái loa mà cũng rất là ấn tượng với tôi, nó lại là cái micro nữa. Những cái đồ này tôi thấy hôm trước có một người bạn của tôi chơi mua cái hàng của Hàn Quốc cũng rất là hay, cũng rất là đắt tiền, nhưng mà khi tôi tiếp cận đến với hãng Monster, họ làm những cái này trông nó rất là kiểu là gọi là thanh niên, gọi là cool đúng không? Tôi thấy rất là đẹp, và tôi có nói đùa với mọi người rằng là cầm cái này để ngắm thì thích thú hơn, và khi mà chơi thử nó thì nó còn thích thú nữa. Nó đẹp, nó xinh xắn, chị em con gái tay trắng trẻo mà cầm những các cái đồ như này thì cũng rất là hấp dẫn, mà nó thực sự thuyết phục tôi bởi cái tiếng hát cũng như là nó không bị rú rít và tiếng rất là hay. Tôi cũng sẽ làm video review cái này chi tiết cho các bạn xem nhé. Thưa các bạn, là một cái nữa mà nó quá ấn tượng với tôi, cái loa tai nghe mà nó tên là boomerang, nó giống như cái hình boomerang treo vào cổ như này để đi xe máy rồi nghe thì cái loa nó phát thanh ra ngoài để đến với tai mình rất là dễ. Mình có cảm giác như là cái không gian ở cái xung quanh cái đầu của mình như này, nó là cái không gian âm thanh mà nó lại không bị ảnh hưởng đến người xung quanh. Thế thì khi mà bạn đi làm hoặc bạn chạy nhảy hoặc làm việc mà bạn muốn nghe nhạc mà nó cũng không kiểu bị áp lực quá khi mà nhồi một cái tai nghe vào tai này, và lại vẫn cái khả năng nghe nó vẫn sinh lý với xung quanh bên ngoài này, thì cái kiểu loa boomerang này mà tôi thấy nó cũng rất là hay. Tôi sẽ làm review kỹ với các bạn này. Ngoài ra, ví dụ là tôi là cái có thói quen là đi ngủ hay nghe, và cuối cùng là cái tai của mình nhiều khi là cũng rất là khó ngủ mở để này. Đó, nó là sẽ là cái mà tôi thấy thú vị nhất trong cái nhóm sản phẩm của Monster đang có tại đây. Thưa các bạn, là Khang Audio trong năm 2022 này ấy, thì chúng tôi cũng sẽ có một cái kế hoạch là bên cạnh cái việc bán những cái sản phẩm của Khang Audio tại cửa hàng và những cái sản phẩm mà Khang Audio làm ra ấy, thì chúng tôi sẽ đến vào thị trường đi tìm kiếm các cái thiết bị audio để review, để chia sẻ đến các bạn. Mong là những các cái video này nó sẽ có thêm, giúp thêm cho các bạn có thêm thông tin để các bạn lựa chọn mua các sản phẩm đang có trên thị trường. Và cái video này cũng là một trong những cái video đầu tiên và gợi ý cho các bạn, và các bạn tiếp tục để ý theo dõi, đăng ký kênh cũng như là like cũng như chia sẻ cái video này, để chúng tôi sẽ làm một chùm các cái video về review các cái sản phẩm này đến cho các bạn, không chỉ cho hãng Monster có tại video này đây, mà chúng tôi sẽ làm nhiều cái video khác nữa ở các hãng khác mà tôi cho rằng nó thực sự hữu ích với cái sử dụng trong cái các cái thiết bị audio trong cái đời sống cũng như là trong thực tiễn của các bạn. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nhé.